Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với hành trình tiếp theo của Hoa Núi. Và hôm nay lại một chuyến hành trình nữa, mình đến với một bản rất là yên bình. Đây bản người Sa Phó, gần xã của mình đấy. Hôm nay mình lại tiếp tục đưa mọi người đến với đám cưới. Gần Tết rồi nên là mùa cưới rất là đông. Hôm nay mình cũng đi theo có hai em là làm đám cưới đây. Đây là Cương này. Còn một đó, còn ông em trai làm trong kia đó, đang trang trí dạp cưới mà. Đây dạp cưới này là dạp cưới Văn Quyến ấy. Đấy, ai ở gần gần đây thì mọi người xem ủng hộ nhá. Có gì sự kiện gì thì cứ gọi nhá. Đấy. Đây có một cái nếp nhà sàn. Đầu kia một cái nhà sàn ấy. Lên đây không khí thì rất là im ắng luôn, cách xa đường lắm. Cô dâu đây này. Đấy cô dâu đấy. Cô dâu đang chạy đến này. Cô dâu này sinh năm bao nhiêu đấy cô nhỉ? Hả bác? Mẹ nó sinh năm là 99 à? À cô dâu rất là trẻ, 99. Chắc học xong lấy chồng luôn đấy. Xong rồi đi làm thế nào mà. À đây. Đây là quán của bác à? Ờ. À có một cái quán năm ở Vĩnh Phúc rồi. À vâng. Còn đây là một cái tạp hóa trên miền núi đấy. Đấy, mọi người xem thế nào nhá, có cả cây xăng đây. Đấy, một cây xăng. Quầy bánh kẹo đây. Đây là tạp hóa trên miền núi. Rất là nhiều hàng nhá, bánh kẹo. Thuốc lá này. Bánh kẹo. Dưới là trứng. Quên đi đâu rồi? À, mình... À, đi ra đây đi. Hai dãy nhỉ? Mà nhà này đầu tư đấy, đào xong làm đám cưới luôn đấy. Chỗ này mới tinh luôn đấy chứ. Đây hai anh em vẫn đang trang trí, mình thì đi loanh quanh rồi. Mình thì đi dạo một vòng rồi. Mình đã chạy lên nào rồi? Hả? Mình đã chạy lên nào rồi? Có thấy nó đâu? Nó nhiều chứ. À đây, khách sẽ ngồi cả bên này nữa này. Chỗ này là mấy chị em đang rửa bát đây. Chào các chị nha. Đang rửa bát nhỉ. Cái này phải đun nước nóng rửa đấy chứ. Vâng ạ. Đi quanh quanh hết rồi. Quay rồi, đang hổ trâu trên kia. Chưa. Cô mới đang khó ấy. Không quay chỗ phụ nữ này gái. Không tí phụ nữ này bảo không được lên sóng. Muốn quay thì tối mới quay đấy. Bây giờ thời điểm sớm nhất được quay nhỉ. Không, bây giờ mặt mộc mới xinh. Không phải đâu, ngại này. Nhưng mà tí em ở đây xong mai nữa là kiểu gì cũng quen thôi mà. Cũng quen cái... Vâng. Thế kênh em là Hoa Núi TV. Sinh nhưng mà chắc là có chồng hết rồi. Chưa có chồng đâu. Còn đi người đi yêu thì toàn bị chồng cả thôi. À. Chỗ này là có chỗ rửa bát đẹp đấy nhỉ. Xây cả tường bao nữa cơ. Nước này nước khe xuống chứ. Nước mạnh của nó ấy. Ui thế. À thế thì lạnh lắm nhỉ. Thế thì lạnh lắm. Em là phải quay từng em phải quay mặt từng người một. Xôi đỗ đi nhỉ. Mai mới cỗ chính luôn. Tôi cứ có 40 mâm ấy. Tôi 40 mâm à? Ừ. Được cái là mình cứ đi quay này không cần quen đâu. Mình cứ thả đến nơi là mình cứ đi quay thôi.
Anh này là chú rể đấy à? Anh thấy... À anh này à? À có đội có giống không? Xem hai người này, hai đôi này có giống trong ảnh không? Đây là chú rể. Anh ở Phú Nhuận à? Chắc là đi làm gặp nhau mới lấy chứ, mới cưới chứ. Từ lúc yêu nhau đến gặp nhau có đến một tuần đâu mà. À. Không nhờ bây giờ người ta bảo rồi. Đợt trước bảo là cái gì nhỉ? Có những năm về trước thì có xe có nhà lấy được. Nhưng lấy vợ được nhưng mà 2021 thì chỉ có nằm mơ mới lấy được vợ thôi. Anh may mắn đấy mà lấy được vợ đấy. Đúng đấy chứ nhờ. Em nhờ. Cô dâu 99. Chú rể sinh năm bao nhiêu ấy? 98 à? Hơn nhau 1 tuổi. Ừ. Ở đâu? Tối mày vẫn ở đây đúng không? Ừ. Tối ra tới chảy với cô dâu xem cô dâu uống được không? Đúng rồi đấy. Cô dâu thì uống rượu khỏe lắm anh ạ. Cô dâu này chắc chắn rồi. Phải uống 1 lít. Còn cái rượu buồn nôn. Ơ. Ừ. Công nhận đây rất là bình yên. Cái xiên thịt à? Vâng, cái xiên thịt. Ôi, lên dốc mệt hết. Có con dốc ngắn ngắn thôi mà. Nhưng mà nó rất là dốc. Vâng, xuống kia về rồi. Nhưng mà chưa xong, lâu lắm. À bây giờ là mình đang đứng ở nhà gái này. Bây giờ là trâu thì mổ dưới kia, dưới cái khe bên dưới này. Mình lên đây thì đang mổ lợn. Đấy, mọi người có thể xem nhiều tập rồi thì mọi người thấy thế nào trên Tây Bắc này. Toàn là siêu khổng lồ nhỉ, cái gì đám cưới cái gì cũng mổ trâu. Con lợn rất là to. Chú lợn là bao nhiêu cân đấy? 70-80 chứ? 80 cân à? 81 cân. À? Vâng. À, rất là to. Xuống xem trâu thế nào đã. Ôi, có món gì đấy? Có món gì đấy? À đây rồi, đầu trâu lên rồi. Đầu trâu đã mang lên. Cái này để cúng à chú? Không đâu chứ. À đây kìa. Con trâu phanh ra rồi. Tít đầu kia. Đang lấy thịt lên đấy. Nhấc lên như thế này viết bao nhiêu cân nha anh? Không rõ được đâu. Không rõ được à? To đấy nhỉ, miếng đùi à? Đùi. Cái này nó dài quá. Ừ, dài quá cái cây. À cái dây cái buộc. Vâng. Nó chạm đến đất đấy. À, xuống kia nhá. Xuống kia xem thế nào rồi. Làm cái gì lúc phải đâu chả gian nan. Nhưng mà lên này có lọc gì đâu. Lên mà kêu quen đó mẹ. Lên là hết rồi cơ. Mà lên thành con chín à. Ông đưa tới đây vậy. Đúng rồi, sư cả nã tồn nhìn mắt tôi lên bố. Đúng rồi.
Nửa con trâu, đây còn mỗi xương này, đùi mang lên rồi đấy. Cái đuôi ngoe nguẩy quá nhỉ. Ôi ôi. Nó hơi cồng kềnh. Anh làm cái cây dài quá anh ạ. Có nổi không? Em sang từ từ, em sang bên đấy cho. Có được không? Vất vả quá nhỉ. Cả con nửa con trâu đấy, cái khung trâu đấy. Khiêng thịt qua sông qua suối thế này. Trèo dốc nữa đấy. Ôi trời. Ôi. Cái này phải xoay ở vướng rồi. Cầm cái đường xuống. Ôi. Được không anh? Rồi con nặng quá. Ui, vứt dép đây. Nó cồng kềnh quá mà. Anh xem này. Khiêng lên được đây là siêu lắm rồi đấy. Như người Tày là phải có đội sang làm cơm giúp ấy nhỉ. Ở đây không cần à? Có chứ. Mai cũng đâu, mai bên nhà trai phải sao? Không có đâu chứ. Người Tày là có nhà trai sang đấy, một đoàn sang để làm cơm cho nhà gái đấy. Theo gia đình thôi, cái đấy theo gia đình. Chắc là quên.